Vậy gì vợ vợ con đâu thấy cảnh này hả? Xin tiền mua rượu nữa này nữa kia. Thôi rồi quá hay rồi. Ủa cho em lộn. Ừ. Ủa nó chơi làm thiệt luôn hả? Được không? Ủa giá hai bao luôn kìa. Ô. Cái táo này là đúng táo miền Tây nè. Dạ. Ở miền Tây này rong trong là phải gạt gạt ngang ngang. Quá khứ cái lì to quá. Nhiêu năm mày anh? Hai mấy năm, 30 năm. Trời ơi, ba chục năm làm chứng. Ê, vậy có đạp trong dưới gom không? Em thấy nhiều lắm nè. Trời ơi, quá khứ rồi nè. Quá trời em luôn rồi. Đã quá. Đó, nè. Kìa, cọc, kìa. Rồi, đó. Gom nhiều kìa. Kìa, nè, đó. Nè, cô chú ơi, quá trời đã luôn rồi. Đã con mắt luôn rồi. Trời ơi. Thấy hãm chưa? Quá khứ rồi. Trời ơi, cái này giống như một cái ổ luôn nè. Để mà anh chui vô cái hốc mía mà anh đẻ đảo ha. Kìa bên kia. Kìa cái bên kia nữa kìa. Dưới người ta đang cắt lúa. Cái đường này bữa nay người ta quá trời cắt lúa rồi. Mùa cắt lúa là mùa dịch thả đồng. Chỗ này người ta lên một căn lúa nè. Đây là căn lúa cho lái nè. Đây là vườn chuối ban ngày mà đi đỡ đỡ, với ban đêm nhất khuya mà đi cái đường vườn chuối này sợ ma dữ lắm luôn nè. Mình nhất chuối nhất khuya đi là sợ ma dữ lắm ở trong đồng. Còn nhỏ nhỏ đi đường này là sợ ma lắm luôn. Đoạn đường này tới mùa cắt lúa thì người ta dịch chạy đồng, người ta dễ rất là nhiều bầy luôn á, theo gặp mé đường ở đây đồng ở dưới kia. Mấy người quay cảnh đường quê cho cô chú xem. Đường quê này là khác cái clip lụm chiến dịch clip trước nha cô chú. Ta rồi mới mé xong mấy cái cây cọc. Rất là lớn nè. Tối nay có gì bước chân miền Tây sẽ quay ở đây. Đàn vịt lớn dữ lắm. Giờ mình chạy lên trên kia có đàn vịt nữa. Hiện tại giờ này thì vịt còn ở ngoài đồng chưa có lên chuồng. Ồ, mấy cái vườn chuối nữa. Ôi, phía trước có một cái máy cắt. Rồi, cắt xe luôn. Máy cắt này đang đi xuống cái chẹt để đi qua đồng khác. Mày chuẩn bị xuống chẹt hết ta. Quay luôn. Ở
Rồi sẵn đây mình quay cảnh hôm qua cho cô chú xem nha. Đây là cái máy cắt lúa ở Việt Nam nè, gọi là máy gặt đập liên hợp. Chuẩn bị đem máy xuống chạy hả chú? Dạ. Đi qua đồng khác ha. Đi cắt chỗ khác ha. Dạ. Rồi quay cảnh đem máy cắt lúa xuống luôn. Máy gặt. Nếu vậy thì xuống chắc xuống đường đó nha chú. Bây giờ mình tay kiếm cái chỗ nào trống trống để quay coi. Đây cái xe này người ta chở dầu đi vô trong đồng á, là đi vô tuốt trong đồng không có dầu, phải dự trữ cái lượng dầu. Đây mấy cái máy gặt đập đang ve lại nè. Ôi có kèn nữa ta. Có mấy cây chuối rồi. Quan trọng nè, khúc này là lên chẹt hai cái bánh phải lên cho nó trọn vẹn nè. Rồi xong giờ tới cái xe máy dầu, xe chở dầu xuống. Xe này để người ta chở lúa, bao lúa. Để chuẩn bị đi về đồng nào chú? Mừng. Và qua Bình Chánh. Bình Chánh là địa phận của Cần Đăng và Cái Dầu. Bình Chánh thì thuộc Cái Dầu thị trấn huyện Châu Phú tỉnh An Giang á, còn Cần Đăng là thuộc huyện Châu Thành tỉnh An Giang. Đó. Còn Cái Dầu là thuộc huyện Châu Phú. Rồi trời mưa luôn rồi. Hiện tại là miền Tây đang vào bão nên lúc mưa lúc nắng thất thường lắm. Rồi xong. Mưa luôn rồi, mưa lâm râm luôn rồi. Rồi mấy chú đây thì bố chàng miền Tây tiếp tục hành trình đi lên trên kia. Lên hỏi thăm cái đàn vịt trên kia để quay. Rồi, chạy xe máy theo hả? chạy xe máy theo luôn. Rồi xong. Dạ. Rồi xong rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Ở quê thì đi tới mùa lúa thì đi, người ta đi chủ yếu là đường sông thôi. Mấy cái máy này không có lên quốc lộ được. Ngày trời hết mưa bà con chắc lúa. Sẵn đây mình ghé cảnh quay cảnh cô chú chắc lúa luôn. Này là bao hơn 50kg á. Này bao này hơn 50kg không mấy anh? Cỡ nhiêu ký? Không chết hả? Thấy khiên nặng quá. Đã mưa hết sức lớn rồi. Đây mình đi lên cái chạc mình quay mấy chú đổ lúa xuống cho cô chú xem. Chạy lẹ lẹ theo.
đó là đó đó mấy chú trộn lúa mình đi lẹ lẹ theo luôn đi gung quá. Ồ mấy chú này dắt lúa đi hay quá ta, cho em quay cái ké quay đổ lúa xuống đây kiếm chỗ trống trống ngồi kìa. Qua đây ha. Ừ qua đây có lý. Ôi 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 mình đi mà còn ớn ớn cái chân đó nè. Cái này là mình chở được nhiêu lúa anh? Cái ghe mình chở được nhiêu lúa? 52 tấn. 102 tấn. Dạ. Ôi ngồi cao cao ớn ớn quá ta. Dạ. Em chắc em đi xích xích là đây em ngồi quá. Cao cao quá không quen dò. Nè mình về tới đâu anh trai? Thới Lai, Cần Thơ. Gần tới Cờ Đỏ rồi. Đó mưa hết sức lớn ha. Ở miền Tây tới mùa cắt lúa thì mình mới thấy được mấy hình ảnh này nè. Chứ bình thường không thấy. Cắt lúa mình mới xem được cảnh dắt lúa này kia nọ đâu. Cái gì lớn lắm nha. Ngồi coi trên màn hình này nhỏ xíu chứ mà ở ngoài cái ghe lớn lắm. Trăm mấy chục tấn. Hay quá mấy chú đi. Nãy mình đi còn ớn ớn cái giò. Mấy chú này là giác cái bao là tính công á. Giác là phải ghi lại người mấy bao là ghi lại đặng trả tiền công cho mấy chú nè. Đây gọi người ta gọi là nghề giác lúa mướn. Bao này chắc của dân miền Tây giác không nổi rồi. Không quen giác là giác không nổi mấy cái bao này đâu. Mấy chú giác rất là giỏi luôn, chuyên nghiệp. À. Thôi quá đã. Thôi còn mưa lâm gâm nữa rồi, mình có đẩy là không? Dạ, chừng nào lớn lớn chút mình ấy ha. Mình đẩy là. Mưa gì đâu mấy ngày nay, mưa gì đâu, mưa hoài không hết mưa. Hả? Cắt gì em trai? Quay clip hả? Ừ. Anh quay YouTube á. Bước chân miền Tây. Đó. Chú đi quay lụm mót lụm những vịt, sẵn ngang cái cảnh này quay luôn. Ồ, hết được tiếp không? Ồ, tới đó là phải tự mở dây. Em kênh bước chân miền Tây. Dạ. Dạ dạ đúng rồi đó, vậy là chú có coi đó. Ủa không hạng gì hả? Đua luôn hả? Đội nào? À đội Bình Hòa đưa xuồng của cúng đình Bình Thủy. Dặn động viên đi dắt lúa luôn. Quá. Dạ. Bữa em quay múa mọi rồi đó. Quá trời vui. Này quay trong cái tình cảnh là mưa bão này. Nói chút xíu là được đống lớn. Thôi chắc một bước chân tay phải lội lên trên kia quá. Lội trở vô. Rồi em cảm ơn luôn nha. Bây giờ lội vô là ớn cái giò quá nè. Lội đi thì bằng cái cầu thép mà lội vô thì bằng cầu cây. Ôi gung giò quá ta. Mang đôi dép mũ. À, bây giờ mình đi theo mấy chú vào cái cầu cây. Ngồi nhậu chút xíu vậy là
Vậy gì vợ con đâu thấy cảnh này hả? Xin tiền mua rượu nó này nó kia. Xin tiền mua rượu nó này nó kia. Thôi rồi, quá hay rồi. Ủa chắc em lột dép quá. Đi không quen bỏ dép ra mới được. Chứ này không có dép ốc hay bao chừng dễ quậy à. Người gió không dám đi. Mua cái nó có sình. Ôi chắc em bò qua quá, gung cái giò quá. Rồi tiếp tiếp, cảm ơn. Đi không quen. Nhờ ông anh ông Vịnh tiếp. Rồi quá mừng rồi, vô được tới bờ. Đi không sao vác bao lúa được. Bởi không có làm nghề vác lúa được rồi. Không có quen cái giò, đi gung cái giò quá. Rồi mưa luôn. Rồi em cảm ơn luôn nha, chia tay luôn nha. Chúc anh sức khỏe luôn. Mưa nữa rồi. Vậy nó thay hai bao đi bên cho ông quay YouTube cái bên. Khiêng hai bao luôn hả? Quay trên cung đình thủy cho nó hả? Được không? Quay trên cung đình thủy cho dạ, nó. Dạ em bữa cung đình mình thủy. Kia đi hai bao bao. Đi mà hai bao bao là lập kỷ lục Guinness luôn á nha. Rồi mưa luôn rồi. Mưa lớn rồi. Mưa hoài luôn. Chơi một cặp nổi luôn hả? Dữ trời. Vậy là giác hai bà nổi luôn. Hai bà luôn. Hai bà chừng nhẹ hơn hai bao lúa à. Rồi. Ủa nó chơi làm thiệt luôn hả? Được không? Ủa giác hai bao luôn kìa. Ô. Ba đi theo ổng mưa gió đi. Với là anh đi cái chân sình nha, chân không sình. Ôi hay quá. Ôi ôi kiểu này là giác hai bà phải ru rồi. Ôi quá im. Ủa kìa, ta kêu kìa. Rồi sao xả lúa. Ủa tự mở luôn kìa. Wow. Một bao. Hai bao luôn. Ôi một chàng khó tay. Ôi hai bao luôn kìa. Ôi ôi vậy là không thua ha, hai bà vợ nữa. Trời ơi trời mưa với hai bao luôn. Không mưa với bao à? Không mưa với bao. Rồi vậy là chúc mừng anh vác được hai bà vợ. Sửa cái cầu thang lại. Rồi mưa rồi, vậy là mấy chú phải đậy lại ha, tạm ngừng ha. Rồi em chia tay luôn nha, quá vui. Rồi dầm mưa vác luôn hả? Mưa thì đường xịn bùng lắm. Thì bước trong tay tạm chia tay ở đây rồi tiếp tục lên trùng dịch. Đây là nguyên cái ghe lớn. Bây giờ bước trong tay kiếm chỗ đục mưa luôn. Cảnh xịt. Mưa chút xíu ở quê là lên xịt luôn á cô chú. Ở đây mà mình sống ở bên bờ sông bên kia mình thấy rất là thanh bình luôn nha. Mà rất là buồn luôn, nếu mà người dân ở đây không có ruộng làm thì thất nghiệp luôn, không có việc gì làm hết trơn, khó khăn lắm. Đa số thì người dân ở đây là phải làm ruộng, còn không có ruộng là đi Bình Dương hết, đi làm vô mấy cái công ty, mấy cái xí nghiệp hết. Bước ra miền Tây chào buổi chiều cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ này cũng gần 6 giờ tối rồi, chặng dạng rồi. Bước ra miền Tây tiếp tục quay cảnh mùa dịch chạy đồng cho cô chú gần xa xem. Chiều nay mình di chuyển qua cái đồng mới của ở đây, có mấy chú cũng mới luôn. Đây cái ghe cô chú nè. Dịch là bên kia, cái chuồng dịch ở bên kia. Đó, cái chuồng dịch ở bên kia. Nghe nói là cái đàn này là 4.000 mấy con.
đi vô làm quen với mấy chú luôn coi. Thằng tối xin mấy chú đi lụm trứng. Mấy dép lên được không mấy chú? Dạ dạ. Rồi. Ủa hôm nay là dịch mình ở đây hay là ở đồng khác gì vậy? Dạ mới về đây được mấy bữa rồi ha. Hôm nay là ở đồng nào? Trời ơi im quá ta. Dạ dạ. Trời ơi thịt chó hả? Có chó. Trời ơi chó chết luôn á. Chiều cái lò dịch lên chuồng rồi cái khỏe ha. Chiều rồi. Nhậu đi ơi anh em nhậu chơi. Dạ. Nãy giờ mấy trắng mấy chuối rồi chú. Không có thằng nào gọi chưa hả? Đó giờ được mấy sĩ rồi. Dạ. Kệ uống với anh này nè, anh trai đây nè, anh này độ mạnh lắm, độ mạnh. Uống là nguyên ly không á, uống là nguyên ly không á. Ủa sao uống con nửa ly vậy? Bình thường ảnh uống là nguyên ly không đó anh. Rồi mình mời bà con uống rượu với mình. Dạ. Mà vui ha, chiều mát ngồi ở trên đây ở dưới đây là mé sông nè. Mát hay ghê luôn ta. Đó. Đồng bên kia thì người ta cắt phân nửa rồi. Ở đây là vòng đây là quê của bước chân miền Tây nha. Nói là cũng An Giang đi. Dạ. Vậy đàn của mình là 4.000 mấy chú. 4.000 mấy, 6.000 mấy không chừng tùy nhau cái gì địa phương chia nhau. Không có đàn dịch hiện tại của mình là chia nhau à khúc khúc gì đó. Gần vậy đây là 4.600 ha. Con anh này nè. Dạ là của anh áo xanh. Dạ. Đặng thì có ông. Em ở dưới 3. À của anh là cái đàn dưới kia. Nằm mấy, còn bài kế nằm mấy nữa. Vậy tối nay mấy giờ anh lụm? Có không không bộ? Tối nay mấy giờ anh gớt hộp nè. Cả 3-4 giờ gần trên đây. Tại vì sao? Giờ tí em lên lụm được cái bài này cái xuống dưới coi quay luôn. Dạ. Quay 2-3 bài luôn. Coi cho nó đã. Coi nó đã. Là 20 chở đâu hả? Biết là em canh giờ tí quay đây coi xong em xuống dưới. Dạ 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 dạ. Dạ. Tôi tên quê đồng quê. Tôi dạ. Quê ở đây mà uống với nhiếp ảnh. Uống với nhiếp ảnh kìa em nha, anh quay hoài kìa. Nhiếp ảnh cái mới được kìa. Dạ. Rồi nó có kẹo nó kêu chở đâu kìa. Rồi quá đã. Dạ, coi nhiếp ảnh coi. Trời ơi mấy chú. Ở miền Tây à, mấy chú. Đúng rồi. Đúng rồi nè. Nhâm nhi vậy. Uống rượu làm cái gì? Quay mà lên luôn. Thấy bà chị kìa. Coi nhậu luôn kìa. Có bà chị chú dịch đó kìa nè. Cô chú dịch hả? Quay lại cô chú dịch luôn. Coi cũng là chú dịch luôn. Quay luôn. Mời cô lên nhậu luôn. Ủa này ơi. Đâu trời ơi, táo này nhỏ chứ mày. Em thấy cái táo đó là đông gạo được nghe. Táo đông cho. Táo đông cho hả? Gạo người ta, gạo người ta cái táo kia. Ủa hai tiếng ngữ này. Anh em mình đây. Dạ dạ nhìn là biết rồi. Em nghi lắm rồi. Ồ đây cái táo. Đây cái táo này là đúng táo miền Tây nè. Dạ. Thường thường ở miền Tây thì đông là phải gạt ngang quá khứ cái ly to quá. Rồi dạ rồi mời em mời hết luôn nha. Dạ mời chú luôn. Dạ vô quá dữ rồi vỗ đùi cái vỗ đùi chích lử vỗ đùi cái bấm cây miếng mồi dạ dạ bây giờ chú gấp miếng mồi nha. Dạ 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 tới con cũng gửi em gửi dầm luôn đạp xiếc giống. Quay đây nè. Dạ. Cái bọc cái vỗ có đùi gấp miếng mồi lại. Đây bò ha. Đó dân chúng dịch mà. Ngày nay nhiều cũng đón lên nhau chơi. Dạ. Có bà. Rồi có khách nữa kìa. Dạ. Ấy chút xíu đợi lại. Dạ. Để em lại đêm quay cái đàn dịch chút xíu. Rồi mấy anh với mấy chú vui vẻ nha. Em đi qua bên quay đàn dịch. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái đàn dịch. Muốn có nữa cái cốc rượu mà muốn nóng hết cái bao tử. Ồ đường dịch này mình thấy gom nè. Như cô chủ đang cho ăn hay gì đó. Thank you.
Ủa giờ này nó đẻ luôn đó hả chị? Kìa lượm được hai trứng kìa. Ủa giờ này là nó đẻ rồi hả chị? Nó đẻ gớt hả? À, nó muốn đẻ nó đẻ. Ờ chứ đi ra chơi dẹp cái thao mà lượm được hai cái trứng rồi. Không muốn đẻ ghê đẻ gớt ha. Đây tối nay thì mình sẽ quay lượm những vịt ở khu vực này. Rồi chào buổi sáng cô bác nha, buổi trời miền Tây thức sớm luôn. Cái đàn này là không có phải là cái đàn lúc chiều nha. Tại nguyên cái xóm này là nguyên cái xóm chạy vịt. Đây cái đàn này có cái cửa gạo không có giống như đàn hồi chiều. Giờ đang xin ông anh ông vô mở cửa vô cho mình quay lụm. Cái đàn hồi chiều mình quay là cái đàn trên kia. Giờ này thì khoảng tầm 3 giờ sáng nè. Ở trên đây còn một đàn nữa nè mà chưa thấy người lụm. Ê, kéo cửa là để vịt nó chạy ra. Wow, ở đây có đèn sáng chính nè. Kìa nằm đã luôn. Rồi là đây có sáng. Wow. Ôi ôi quá trời đã luôn rồi. Ở chỗ đây có gom làm gì nó gom ở đây hay gì á? Đàn của mình là nhiêu con anh? 5.000 hả? Wow. 5.000 gì một đêm là tối đa 5.000 trứng không? 4.000 mấy, ô vậy là quá đạt rồi. Quá đã luôn rồi. Ôi ôi đây nè cô chú. Đã ghê chưa? Như ham luôn. Ờ. Đó tàn luôn rồi. Bên kia nó mới nhiều ha. Mới ra lụm luôn hả anh? Đi ham bà con. Mình nuôi vịt nhiêu năm rồi anh? Mấy năm, 30 năm rồi. Ôi, 30 năm lên trứng. Ê, vậy có đạp trong dưới gom không? Em thấy nhiều lắm nè. Ôi, ôi quá khứ rồi nè. Ôi, rồi. Hình như ở trong đây là cái vườn xoài của mình đó anh. Ôi, đã quá ta ơi. Bữa nay lo nói chuyện. Một vỏ vậy là 100 trứng. Thôi để anh lụm đi nói chuyện với anh quên. Đây nè, cô chú, cái này là cái vườn xoài nha. Cảnh vườn nha. Cây nhà lá vườn. Trồng mía kìa, hình như là nguyên cái vườn mía luôn kìa. Cái này là vịt nó đẻ cái nó dù xuống nè. Nó bươn gom lên á. Trong đây nhiều hơn ha. Đẻ trong chỗ cái vườn gom nhiều hết. Trời ơi, phía trên kia kìa ngập. Trời quá trời luôn. Mà không dám vô sợ sợ mình đạp trên gom á. Sáng rồi cái người lái người ta vô người ta lấy hay là mình chở ra chợ? Đi vô tới đây ha. Cỡ này là được giá không anh? Được. Cái này nhiêu chục rồi? Rồi đóng cửa luôn hết. Đã ghê luôn ha. Cái khúc trong kia kìa, trong gom sau lưng của ảnh kìa, coi mới đã. Nó đẻ cục cục luôn á. Một đêm hơn 4.000 trứng. Là đợt dịch này đẻ sai trứng lắm rồi. Là đẻ đạt lắm rồi đó. Đẻ đạt dữ lắm. Đàn dịch này, dây đàn dịch cò rồi. Đợt dịch này như này thôi đâu. 5.000. Đẻ đúng là mấy trứng là đạt lắm rồi đó. Đúng rồi nè, trứng có cối không nè. Trời ơi, nhảy ngang nó vừa phía dưới luôn kìa. Dở gom lên. Kệ bên kia kìa. Đừng nói chuyện với ảnh nữa. Ê, nhiều người quay phim quá bị hóp. Thôi mình né bên đây cho ảnh tập trung ảnh đếm đi để anh quên. Đi nhẹ nhẹ dò, không biết có vụ như gom không nè, đây nè mới đã nè, đó. Không có cái tay gỡ lên một cái nè. Ôi ôi nè. Ôi ôi quá trời im luôn rồi. Đã quá. Kìa nè. Kìa gọc kìa trong. Rồi đó. Gom nhiều kìa. Kìa nè đó. Ôi. Hình như nó giấu nó chui vô đây ấm nè ơi. Nè. Ôi giời đằng kia. Giống như cái ổ luôn á. Ừ. Ôi ôi coi nè.
nè. Wow. Gì mới đã mà. Quá tiện luôn rồi. Hồi này cũng cỡ mấy chục trứng á. Đó là bao nhiêu trứng à Ngọc? Đây nè 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 được chưa? Nóng hổi luôn, ấm, tại trong ấm á gơm á nó có ấm á. Cái chùi này nè nó ấm ấm đít. Nó sức đã luôn. Quá nhiều luôn rồi. Đó, anh lệnh nãy giờ được rồi. Lệnh được mấy khăn rồi nè. Ê cái giò nghe anh em. Ủa bình thường là có một mình anh lụm không ai lụm tiếp chứ hả? À có một chú nữa sau lưng vậy. Trời ơi. Để ra mấy gốc cây. Kìa kìa dưới kìa nó chui vô mấy cái góc kẹt kìa. Ôi phước coi chừng đạp trứng đó nha. Nè nằm gãi gác nè. Đã quá. Ở ngoài mà cái lụm ở ngoài trước đi, còn mấy trong mấy cái kẹt đó là dễ lụm nhất ha anh. Ở ngoài vô trong mấy dịch nó dễ chạy. Trứng này là đẻ rất là sạch luôn nha. Bông nè. Thiếu nè, mới đẻ luôn nè. Đông hỏi luôn. Thiếu luôn nè, mới đẻ luôn. Ôi ôi. Hôm nay là cái đàn này em quay cũng mấy đàn mà đàn này là quay là đã nhất luôn. Quá trời xe trứng. Kìa kìa kìa. Nó đẻ dưới cái gốc cây kìa. Ở đó mới đã đó. Coi chừng cái giò đó Tùng. Đây nè. Quá cứng luôn rồi. Ôi nó đạp bể luôn rồi anh ơi. Ôi nó bư cái, nó bư cái hốc giống như cái tổ của nó ha. Kìa bên kia kìa. Một con đẻ xong cái con kia lại. Này nhiều con lại lắm nè. Đếm thử rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 trứng. Quá nhiều luôn ha. Ấm có hơi. Trời ơi đây nè. Đây mới đã nè, đây giống như cái trên nhà chứ nó gom nguyên một đường như nè. Ồ. Đó còn đã nữa nha. Cây mau lắm. Không lụm như thế. Đây nè. Đồng mình luôn anh hay là có đi đồng khác thôi về không? Mới đi đồng khác về. Đồng là ở đâu? Kinh Ép. Ở Kinh Ép về. Thấy ham ha. Trời đã luôn rồi. Quá trời đã. Ôi nó chào nè. Thấy ham luôn á. Chống gom nè. Nè đây 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 bư lên là đây nè. Nè tim giang tim giang tim giang. Ồ. Ồ đã hốt hốt hốt. Hốt lại cho anh hốt lại. Hốt hốt. Đây là mình hốt giờ này là hốt. Hốt. Quá khứ quá xa rồi. Thôi để anh đếm. Để anh tập trung chuyên môn. Anh gà 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 tay. Để tôi gà tiếp cho. Để đạp á. Nè mấy trứng này nè, mấy trứng này có chừng mấy cái giò nha. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. Đó, đó. Mà nó súng lên. Ồ ồ nó ấm năm đít, năm đít. Này nguyên một ổ luôn. Đã rồi chưa? Bao nhiêu trứng nè? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 trứng. 16 trứng hả? Ừ. Đây. Này có hôm nay có hai anh em đi theo bức tranh mình tay quay nè. Thích lụm trứng đó. Này kênh Nguyễn Phát Vlog. Còn đây là kênh đi khắp quê hương. Đó, đi rất là thích theo bức tranh mình tay đi lụm trứng vịt, dẫn đi theo. Thức khuya dậy sớm theo. Ham làm YouTube lắm. Ồ nó hình như nó theo cái bùng binh này ha. Làm gì chơi trong này nó ấm ha. Ừ. Dịch lên nè. Nè nè ơi nè. Nè nè ông ưng. Nè nè nè.
Đã như vậy. Dính cái trứng. Nè. Nguyên một giờ luôn kìa. Đâu còn bên đó kìa. Dài dài lên, dài lại lên. Nè, con ơi. Rồi rồi. Kìa. Quá khứ quá xa rồi. Nguyên một giờ luôn. Trời chỗ này nè quá trời nhiều luôn nè. Đây đây nó chui vô đây nữa nè. Đây 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 cái cục cơm này mới đã nè. Đây. Ôi. Nè cô chú ơi, quá trời đã luôn rồi, đã con mắt luôn rồi. Trời ơi. Thấy hàm chưa kìa, nè dưới đây nè. Cái trong cái bụi lùm kìa. Hả? Bụi lùm, dỡ bụi lùm lên. Ôi rồi đó nè. Ôi hú rồi hú. Xuống luôn rồi nè. Đó. Nè rẻ cơ, thấy hàm luôn rồi. Móc ra móc ra. Quá đã rồi. Quá đã luôn rồi. Hôm nay hốt ổ cái này gọi là hốt ổ thiệt nè. Đã thiệt chứ. Cái này mà lụm quen rồi mà ngày nào mà không lụm trứng chắc buồn lắm anh. Lụm ghen. Lụm mấy chục năm mà. 30 năm. 30 năm trong ngày. Hơn 30 năm anh. Chứ em thấy em lụm em thấy còn ghiền nữa. Ô ngủ một ụ đó không cả trăm trứng. Nó dùi dưới gom. Đúng rồi. Lụm trứng là thành quả của mấy cô mấy chú mà. Cực lắm, làm nghề nuôi vịt này cực lắm, chạy đồng được cực chứ lắm. Thức khuya dậy sớm rồi thức sáng đêm nữa. Thường là muốn mấy giờ là mình thức nha. 3 giờ, 4 giờ. Mấy em đi theo quay mà mấy em cũng phải thức giờ này nè mới quay được. Chứ ban ngày đâu quay được mấy cảnh này đâu. Bởi vì cái nghề chạy vịt nó cực lắm. Đây. Mình đảo qua bên cái một vòng chuồng bên kia. Ê coi chừng cái giò nghe. Mấy ông nghe em lo quay đi nha. Dứt cái chân đi chậm, đi chậm chậm thôi. Đóng trứng vịt rồi luôn. Đi đâu luôn rồi. Quay hoài luôn rồi. Mới đóng vịt này đi. Tôi gạo thử cái khúc vườn bên kia coi có nhiều trứng không? Hay là nó... Trời ơi, trong cái gốc mía. Quá canh gốc mía luôn kìa. Quá thử rồi. Ôi, cái này nguyên giống như một cái ổ luôn nè. Để mà anh chui vô cái hốc mía mà anh đẻ. Đảo ha. Kìa bên kia. Đó. Kìa bên kia nữa kìa. Mấy ổ luôn kìa. Đây. Mọi người hổm, từ lúc mùa dịch tới giờ là bước chân mình ta quay là hôm nay phải nói là mãn nhãn luôn rồi. Quá đã mắt luôn rồi. Để trong nhà vườn nha. Ở đây sân nhà luôn á, chứ không phải ngoài đồng nha. Cái đó nhà của người dân bên kia. Đây là vườn đẻ nó gặp heo mấy chân vườn nè. Cây này cây gì anh Cao Tùng? Giống cây mắng cầu ta quá vậy. Cái gì Phước? Samu chơi á, đẻ dưới gốc samu chơi nè. Nguyên cổ này quá nhiều luôn rồi nè Phước. Chị chạch gom rồi Phước. Cổ này chắc cũng có 20-30 trứng này quá. Vậy cơm chứ. Cái hàm luôn nè. Chứ trên kia có nè kìa, trong cái ổ. Trong cái ổ cát kìa nó bự lên nữa kìa. Giờ mình đi theo mấy cái góc vườn mình coi còn cái góc nào lạ mình quay cho cô chú. Cái hốc mía bên đây mà đây ít ha. Bên đây là mấy anh lụm xong hết rồi. Ôi. Đây cũng có cái hốc mà mỗi cứ ngộ một cái hốc đất hay là mấy vịt súng là đẻ. Đây cắt mía lứ luôn nè, dỡ mía lứ lên đây học. Đó. Như vậy là cũng giáp một vòng một chuồng rồi. Thôi giờ mình tranh thủ mình sẽ chạy qua cái chuồng bên kia. Kia đang lụm ở trong kia rồi. Anh này thì ít hơn ha. Chú thì đi mát rồi. Đúng. Ít hơn trong mấy đang rồi.
thôi chắc mình chia tay hai chú rồi mình chạy qua cái chuồng bên kia tranh thủ để bên kia người ta lụm, tại vì ở đây là nguyên cái xóm nuôi vịt luôn, ở trong đồng nhưng mà nguyên xóm trên một con kênh hồi lúc chiều của chồng tay có quay rồi. Rồi em cảm ơn luôn nha. Rồi chúc anh sức khỏe nha, lúc nào cũng lụm trứng vịt sáng đêm luôn nha. rồi em chạy qua cái chuồng bên kia. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cảm ơn anh. Quá đã rồi. Bữa nay vô cái chuồng anh mới thật sự là mãn nhãn luôn, từ đầu mùa dịch tới giờ. Bữa nay quay cái chuồng này mới đã con mắt nè. Thôi giờ mình đi. Mình đi qua ra lộ. Đây bước chân mình đây ghẻ mấy con vịt đi nè, ô quá khứ rồi. Ban đêm mà thấy nó nhiều như vậy nè. Chuồng này tới 5.000 con. Bây giờ mình ra khỏi cái hàng rào. Nhớ ai đi sau cùng đóng cửa lại nha. Đóng cửa mấy ông đi, mấy ông không đóng cửa vịt người ta chạy ra ngoài. Đây nay đi ban đêm hôm đi như mấy thằng ăn trộm như ở đây nói không. Đi khắp quê hương nè, Nguyễn Phát quê lóc nè, Cao Phùng quê lóc, Cao Tùng quê lóc. Tối ngày á. Đi giờ lên xe đi, đây đường quê nè cô chú. Bên dưới kia là kênh. Đó, trong hàng rào. Mấy anh em đi ra ngoài rồi, trong hàng rào bơi lưới bơi ngư, người ta nuôi vịt ở trong nhà trong đó. Ngộ lắm. Hôm nay là quay cảnh rất là ngộ nha, lụm dưới vịt trong nhà chứ không có ngoài đồng. Chút xíu mình lỡ kia mới ra đồng. Bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển qua cái đàn ở trên kia. Cái đàn mà hồi chiều bước chân tay cùng với anh Cao Tùng có uống mấy cái cốc rượu á. Đi chưa? Đi bộ đi Tùng, chạy xe chưa? Xa lắm. Tới chưa ta? Chưa. Tối quá không quay được. Đây bước chân miền Tây đã đến chỗ cô chú lúc chiều nè. Ôi vậy là ảnh đang lụm rồi kìa. Đi vô để con mình hỏi ảnh có lụm chưa. Ồ vậy là đang lụm trống kìa. Lụm trứng cho chú. Hôm chú giữ vịt. Rồi mình đã tới đi qua trại chú. Chú lụm xong rồi hả chú? Ồ lụm hết rồi. Ủa giờ này lụm sớm vậy chú? Rồi. Mưa lụm sớm hả chú? Ồ vậy là lụm trứng hết rồi. Lụm xong luôn chuồng này luôn rồi. Dạ con lụm, con quay ở dưới, con mới quay lên. Con tranh thủ con chạy lên trên đây. Vậy là trên đây lụm rồi rồi. Còn không con vô con móc coi. Hết luôn rồi. Còn số trứng kìa. Mèn đét ơi, trong về lụm ở chuồng này còn đang trứng nè. Giờ này trễ rồi. Mấy cô chú lụm. Hình như là dịch này chuẩn bị chạy đồng nữa gì đó, nên người ta tranh thủ lụm sớm. Không luôn.